Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh giải trí Top Thú Vị. Các bạn thân mến, mỗi khi ngắm những vì sao trên bầu trời đêm, chắc hẳn các bạn hay thắc mắc đâu là ngôi sao cực siêu khổng lồ đúng không? Nếu các bạn hướng chiếc kính của mình về phía chòm sao Nhân Mã, chúng ta có thể quan sát thấy một ngôi sao cực siêu khổng lồ xanh, đó là sao Pisto. Vậy hôm nay, Top Thú Vị mời các bạn cùng khám phá những bí ẩn trên ngôi sao cực siêu khổng lồ xanh Pisto này. Chúc các bạn xem video vui vẻ, đừng quên đăng ký kênh và bật chuông để là người đầu tiên theo dõi những video mới nhất của Top Thú Vị nhé. Nào, chúng ta hãy cùng đi khám phá. Thiên hà Milky Way chứa hệ mặt trời của chúng ta là một thiên hà xoắn ốc được bao quanh bởi 4 cánh tay xoắn ốc lớn. Nơi đây vẫn luôn ẩn chứa biết bao điều bí ẩn mà con người chưa thể khám phá. Theo tính toán của các nhà khoa học, trong thiên hà có rất nhiều các ngôi sao. Số lượng của nó được ước tính vào khoảng 200 đến 400 tỷ ngôi sao. Trong các ngôi sao đó, có những ngôi sao rất trẻ và rất sáng. Phải kể đến một cái tên rất đặc biệt, đó là sao Pisto. Đây là ngôi sao được đặt tên theo tên tinh vân Pisto, là một ngôi sao cực siêu khổng lồ xanh và là một trong những ngôi sao sáng nhất được biết đến trong dải ngân hà. Như các bạn đã biết, sao cực siêu khổng lồ là một ngôi sao có khối lượng và độ sáng cực lớn. Với Pisto, đây là một ngôi sao xanh có độ sáng gấp khoảng hơn 1 triệu lần cường độ sáng của mặt trời. Chính vì vậy, năng lượng của nó tỏa ra cực kỳ lớn. Theo tính toán, cứ 20 giây tỏa ra năng lượng của sao Pisto thì nó tương đương với mặt trời tỏa ra năng lượng trong vòng 1 năm. Trời ơi, tôi có nghe nhầm không? 20 giây tỏa năng lượng của ngôi sao mà nó tương đương với năng lượng 1 năm của mặt trời. Nhưng đúng như vậy, Pisto là một ngôi sao tỏa ra năng lượng cực lớn. Nhiệt độ bề mặt của nó được ước tính khoảng 21.000 độ K, tức 20.727 độ C. Với nhiệt độ này, nó gấp khoảng 4 lần nhiệt độ bề mặt của mặt trời. Chính bởi vậy mà nó có một nguồn năng lượng rất mãnh liệt. Qua quan sát và đo hồng ngoại, trên ngôi sao Pisto có luồng gió sao cực mạnh. Theo ước tính thì nó mạnh gấp khoảng 10 tỷ lần các cơn gió mặt trời. Như chúng ta đã biết, gió sao là những luồng hạt điện tích phát ra từ vùng thượng quyển của ngôi sao. Các luồng gió này, nó thường chứa các hạt electron và proton ở năng lượng rất cao. Vì thế, chúng có thể thoát ra khỏi lực hấp dẫn của ngôi sao nhờ năng lượng này. Chính bởi những cơn gió sao siêu mạnh này mà Pisto trở thành một ngôi sao phát ra năng lượng rất mãnh liệt. Còn về kích thước của Pisto, đây là một ngôi sao cực lớn. Bán kính của nó gấp hàng trăm lần bán kính của mặt trời. Theo tính toán thì nó nằm trong khoảng 300 đến 340 lần bán kính của mặt trời. Còn nếu tính ra km thì nó vào khoảng từ 208 triệu đến 236 triệu km. Đây quả thực là một ngôi sao rất lớn đúng không các bạn? Để cho các bạn dễ hình dung về độ lớn của nó, tôi thú vị lấy một ví dụ như sau. Giả sử ta có thể đặt sao Pisto vào thay thế vị trí của mặt trời, thì bán kính của nó sẽ bao phủ vượt qua quỹ đạo của trái đất và gần chạm đến quỹ đạo của hỏa tinh. Chính vì điều này mà các nhà khoa học phân loại Pisto là một ngôi sao cực siêu khổng lồ. Với kích thước lớn như vậy, nếu bạn muốn phóng một chiếc tên lửa với vận tốc 7,9 km/giây để bay qua được ngôi sao, tên lửa sẽ mất khoảng gần 2 năm bay không ngừng nghỉ mới vượt qua được đường kính của Pisto. Về khối lượng của sao Pisto, đây cũng là một ngôi sao có khối lượng rất lớn. Theo tính toán thì khối lượng hiện tại của nó gấp khoảng từ 80 đến 150 lần khối lượng của mặt trời. Nếu so sánh với trái đất thì nó bằng tổng của 50.000 lần khối lượng của trái đất cộng lại. Thật là những con số vĩ đại đúng không các bạn? Một ngôi sao rất to, rất nặng và cũng rất sáng. Nhưng có một điều đáng tiếc là chúng ta rất khó quan sát ngôi sao bằng mắt thường. Câu hỏi đặt ra là, một ngôi sao lớn và sáng như vậy, tại sao ta lại rất khó quan sát nó? Xin mời các bạn cùng tiếp tục đi tìm hiểu nhé! Pisto tuy là một ngôi sao rất sáng và rất lớn, nhưng chúng ta rất khó quan sát bằng mắt thường. Không những vậy, với các nhà khoa học, đôi khi họ còn phải quan sát bằng hồng ngoại mới tìm thấy được ngôi sao. Đây quả thực là một điều rất lạ đúng không?
có lẽ nhiều bạn sẽ nghĩ ngay đến việc vì nó ở khoảng cách rất xa nên ta không thấy được nó. Nhưng điều này không đúng vì sao Pisto chỉ cách trái đất khoảng 25.000 năm ánh sáng theo hướng chòm sao Nhân Mã, và với một ngôi sao rực rỡ như vậy thì không có lý do gì với khoảng cách 25.000 năm ánh sáng mà ta lại khó quan sát như vậy. Thế thì câu hỏi đặt ra là, điều gì đã tạo nên sự kỳ lạ này? Để giải thích cho sự kỳ lạ này, có lẽ chúng ta sẽ quay ngược thời gian về quá khứ khoảng 4.000 đến 6.000 năm về trước. Theo các nhà khoa học ở thời điểm đó, sao Pisto nó có khối lượng gấp khoảng 2 lần hiện tại. Tức khối lượng của nó lúc đó gấp khoảng 250 lần khối lượng của mặt trời. Và vào thời điểm đó, ngôi sao xảy ra một biến động lớn, đó là nó xảy ra một vụ nổ. Qua đó, một lượng vật chất rất lớn của ngôi sao bị bắn ra ngoài không gian xung quanh nó và tạo nên một đám bụi cực lớn mà ngày nay chúng ta gọi là tinh vân Pisto. Tinh vân này nó lớn đến mức nó trải dài trên một khu vực rộng khoảng 4 năm ánh sáng, tức 38.000 tỷ km. Chính vì những đám bụi và khí của tinh vân này bao bọc lấy ngôi sao nên nó rất mờ nhạt khi chúng ta quan sát. Cho nên đôi khi các nhà khoa học còn phải tìm kiếm Pisto bằng hồng ngoại mới tìm ra được nó. Không những bụi ở tinh vân Pisto, dải ngân hà của chúng ta là một nơi vô cùng bụi bặm. Nó bụi đến mức chúng ta không thể nhìn thấy tâm của thiên hà dưới ánh sáng khả kiến. Chính vì vậy, NASA đã đưa kính viễn vọng không gian Spitzer lên để chụp những bức ảnh bằng hồng ngoại. Khi hướng ống kính vào trung tâm của thiên hà, thì ta có thể nhìn thấy rất nhiều các ngôi sao cực sáng và cực lớn xung quanh của tâm thiên hà. Ở đây tồn tại rất nhiều các ngôi sao trẻ, và với Pisto, đây là một ngôi sao còn rất trẻ. Theo tính toán, tuổi của ngôi sao chỉ vào khoảng 2 triệu năm tuổi. Với tuổi này, nó quá trẻ so với tuổi đời 4,6 tỷ năm của mặt trời. Và có lẽ chính vì tuổi trẻ như vậy, nó có một nguồn năng lượng cực kỳ mạnh mẽ, tỏa sáng rực rỡ trong tinh vân Pisto. Một ngôi sao cực siêu khổng lồ xanh, nó sáng và đẹp rực rỡ như vậy, cùng với một tuổi trẻ mãnh liệt, có lẽ nó đang sống ở giai đoạn tuyệt vời nhất của cuộc đời nó. Nhưng giống như những ngôi sao khổng lồ khác, Pisto sẽ không tồn tại được lâu. Theo quy luật của vũ trụ thì những ngôi sao này sẽ có tuổi đời rất ngắn. Qua phân tích và tính toán, sao Pisto có thể chỉ tồn tại trong vòng từ 1 đến 3 triệu năm nữa, và rồi nó sẽ kết thúc một cuộc đời của nó bằng một vụ nổ huy hoàng siêu tân tinh. Khi Pisto bước sang giai đoạn cuối của quá trình tiến hóa sao, nó sẽ phồng lên, mất dần khối lượng. Cuối cùng, một vụ nổ khổng lồ sẽ đánh dấu sự hủy diệt của ngôi sao này. Nếu lõi của sao Pisto sụp đổ thành một điểm nhỏ vô hạn, thì một hố đen sẽ được sinh ra. Và khi đó, Pisto sẽ bắt đầu tiếp tục cho hành trình mới của nó trong vũ trụ. Khi nó trở thành một hố đen, sức mạnh của nó sẽ lớn gấp nhiều lần so với hiện tại. Với một lực hấp dẫn điên cuồng được tạo ra, trên đường nó đi qua sẽ nuốt chửng toàn bộ vật chất mà nó gặp, kể cả các ngôi sao. Vũ trụ quả thực là một không gian vô cùng khắc nghiệt, đúng không các bạn? Ẩn chứa trong nó rất nhiều điều bí ẩn mà con người chưa thể giải mã. Càng đi nghiên cứu sâu về vũ trụ, chúng ta lại càng cảm thấy nó thật bao la và rộng lớn. Và với ngôi sao Pisto, có lẽ chúng ta thấy đáng tiếc về một ngôi sao trẻ rực rỡ sẽ sớm kết thúc cuộc đời của nó. Nhưng đó là một quy luật không thể chống lại. Cũng giống như cuộc đời của mỗi con người vậy, có sinh ra, lớn lên và chết đi. Đó là điều tất yếu không thể thay đổi. Còn với ngôi sao Pisto, trong khoảng thời gian từ nay đến trước khi vụ nổ siêu tân tinh xảy ra, có lẽ nó vẫn là một tinh tú thu hút sự quan tâm của giới khoa học và những người yêu thích thiên văn. Mặc dù nằm ở một khoảng cách khá xa 25.000 năm ánh sáng, cùng với những đám bụi của tinh vân bao quanh nó, che mờ đi mất ngôi sao, nhưng bằng những máy móc hiện đại, cùng với các kính viễn vọng không gian chuyên dụng, các nhà khoa học vẫn đang quan sát và nghiên cứu thêm về ngôi sao này. Vậy là hôm nay Top Thú Vị và các bạn đã cùng đi khám phá những bí ẩn trên ngôi sao cực siêu khổng lồ xanh Pisto. Tuy rằng, trên ngôi sao này vẫn còn ẩn chứa rất nhiều điều bí ẩn mà con người chưa thể giải mã. Nhưng Top Thú Vị tin rằng, trong tương lai, các nhà khoa học sẽ sớm giải mã được các bí ẩn đó. Chúc các bạn xem video vui vẻ! Hãy like, share và comment bình luận của mình bên dưới video để ủng hộ Top Thú Vị các bạn nhé. Và bây giờ, xin mời các bạn tiếp tục lựa chọn video bên trái hoặc bên phải màn hình để khám phá những điều thú vị khác của vũ trụ.
Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Tạm biệt các bạn.